Vâng, chào quý chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay thì em Trung cũng lên sóng và đặc biệt siêu hot cho quý anh chị Ford Everest chỉ với 140 triệu. Thì ngày hôm nay anh chị 7 chỗ ngồi thì ngày hôm nay cũng vừa về luôn. Đó, có sao thì em Trung cũng quay mộc mạc hết cho quý anh chị và tất cả cái thì còn những vài mẫu xe thì trên cửa hàng thì quý anh chị đã thấy, và tất cả cái thì xe này em Trung cũng vừa mới về luôn, thì khách cũng hàng cũng lấy luôn và chưa có thời gian dọn nha quý anh chị. Thì Trung cũng vừa mới bán cho khách rồi và đang làm hồ sơ cho khách. Và đặc biệt thêm nữa, ngày hôm nay phải nói là siêu hot và cực hot cho quý anh chị một mẫu xe Ford Everest chỉ 7 chỗ ngồi nha quý anh chị, biển số Lâm Đồng. Tất cả cái ngay chủ ý quyền quý anh chị. Chút xíu em Trung sẽ lôi em nó ra quay cho quý anh chị. Được cái là phải nói là rẻ nhất thị trường, em Trung cam kết quý anh chị không có còn cái chỗ nào mà để mà rẻ hơn nữa quý anh chị. Đây, và tiếp tục ngày hôm nay thì cho em Trung xin ít thời gian và tất cả cái cập nhật cái mẫu xe trên cửa hàng cho quý anh chị. Thì anh chị có xe bán thì cho em Trung xin ít hình ảnh của Zalo. Thì anh chị đã thấy tất cả cái thì cũng còn phải nói là vài con xe thôi quý anh chị, chứ không còn nhiều đâu. Phải nói là em Trung cũng cảm ơn quý anh chị cũng rất là nhiều trong thời gian vừa qua thì ủng hộ em Trung khá là nhiều nhá. Đây thì anh chị đã thấy tất cả cái thì nhưng ngày hôm nay em Trung cũng quay một em Ford Everest cho quý anh chị thôi, cho em Trung cập nhật ít xe trên cửa hàng và nói rõ chi tiết cho quý anh chị. Thì thôi, đầu video thì em Trung cũng muốn chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống nhá. Thì anh chị đón xem hết cái video và tất cả cái ngày hôm nay quý anh chị siêu hot cực hot cho quý anh chị. Cam kết quý anh chị riêng xe đó anh chị mua về chạy chán bán vẫn có lời, chứ được huấn chi là để mà tất cả một cái. Ngày hôm nay đây một mẫu xe Suzuki, em này thì Suzuki Ben nha quý anh chị nhá. Đây tất cả cái giá bán cho quý anh chị rất là yêu thương, 130 triệu đời 2009 Suzuki Ben nha quý anh chị nhá. Đăng kiểm khá dài. Tất cả cái thì anh chị quan tâm cái mẫu xe nào trên cửa hàng, cần quay chi tiết thì chụp lại cái màn hình gửi qua Zalo 0932 4919 hoặc 0962 4919 nha quý chị. Đây tiếp tục là một mẫu xe Camry, em nói là sinh năm 2003, 230 triệu cho quý anh chị. Thì anh chị đã thấy em nó thì biển số 15 đó, Hải Phòng nha quý anh chị nha. Được cái số tự động phải nói là rất yêu cho quý anh chị. Đặc biệt thêm nữa quý anh chị, riêng hàng này thì quý anh chị cái dòng này, cái nồi đồng cối đá mà anh chị chạy phá khó hư nó lắm. Đấy, giá bán cho quý anh chị, nếu mà để nói về Camry nồi đồng cối đá thì thương hiệu Nhật thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi, đẳng cấp từ xưa tới giờ nó lên mọi vấn đề đó. Việt Nam chúng ta thì anh chị đã thấy tất cả cái thì chỉ có xài riêng dòng Việt Nam chúng ta là chỉ có ô tô là phải Toyota, xe máy là phải Honda. Tiếp tục đây thì lại một mẫu xe Honda Civic em 2.0 nha quý anh chị nhá. Cái xe này là bản full 2007 bán cho quý anh chị với giá 270 triệu. Được cái form dáng rất là thể thao, mâm cây cũng rất là đẹp luôn quý anh chị. Vỏ lốp còn khá dài và tất cả còn khá là dày quý anh chị. Mâm vỏ được cái quý anh chị không? Rất là thể thao nhá. Honda Civic bán cho quý anh chị rất là yêu thương luôn, chỉ với 270 triệu. Cửa sổ trời. Đó, tất cả cái anh chị quan tâm mẫu xe nào thì trên cửa hàng alo cho em Trung. Và đặc biệt đây nữa thì nhiều anh nhiều chị hỏi em Trung là mẫu xe 9 chỗ ngồi. Đây thì em Trung cũng nói luôn, đây là một em Ford Transit. Em này thì đời 2000 của anh chị. Máy xăng nhá, máy xăng. Được cái là zin từ A tới Á luôn của anh chị. Zin là zin từ A tới Á luôn của anh chị. Giá bán cho anh chị 140 triệu. Xe này của anh chị về chở cả đại gia đình mình đi chơi công việc hoặc công nhân đi làm, tất cả cái đều ok hết nha quý anh chị nha. Rất yêu thương luôn. Đằng trong em nó đang còn cái bộ nỉ zin đúng không quý anh chị nha. Tất cả cái đằng trong xe được cái dòng này đâu mày, rất là đẹp nha quý anh chị, hàng hiếm khó tìm. Tiếp tục đây thì lại một mẫu xe 9 chỗ ngồi không liên hạn, không hết đời em Mac. Đây quý anh chị nhìn form dáng của em nó, logo thương hiệu không? Đẳng cấp chưa? Chất. Được cái 9 chỗ ngồi rất là rộng rãi và to, cao, đẹp trai quý anh chị. Giá bán cho quý anh chị rất là yêu thương, đăng kiểm vừa khám luôn. Em nó sinh năm 2003, bán cho quý anh chị 170 triệu cũng máy xăng nha quý anh chị nhá. Máy xăng 9 chỗ ngồi không liên hạn, không hết đời. Tiếp tục đây thì lại một mẫu xe Kia K165 xe tải. Đó quý anh chị, thùng mui bạt, giá bán cho quý anh chị rất là yêu thương luôn, chỉ với 260 triệu quý anh chị. Thì ngày hôm nay em Trung cũng chỉ có quay em Ford Everest chi tiết Everest cho quý anh chị. Đây và tiếp tục đây thì lại một mẫu xe Mac C180 quý anh chị, đẳng cấp thương hiệu. Đấy quý anh chị, đến từ Đức. Đây quý anh chị nha. Em đó đã làm dâu Việt Nam. Đẳng cấp đến từ Đức mà em nó đã làm dâu Việt Nam. Cô ơi, chạy cái xe Everest ra ngoài này cho chú đấy.
Đời 2004 nha quý anh chị nha. Đăng kiểm khá dài và những xe dòng này thì bữa nay nó được đăng kiểm 1 năm lận lên mọi vấn đề đó. Anh chị chạy thoải mái tẹt ga. Nó màu sơn rất đẹp nha quý anh chị. Vỏ lốp thì em nó nguyên dàn, mới toanh, mâm vỏ, logo thương hiệu đẳng cấp. Đó, giá bán cho quý anh chị rất là yêu thương, còn chỉ với 140 triệu thôi. Tiếp tục đây thì lại một mẫu xe tập chạy tập lái cho quý anh chị, một em Dagulanos thương hiệu Hàn Quốc quý anh chị. Logo cô gái đến từ Hàn Quốc nha quý anh chị nha. Phải nói rất là yêu luôn thương hiệu. Quý anh chị, riêng xe này quý anh chị tập chạy tập lái cho quý anh chị, nhưng mà phải nói là riêng cái dòng này thì em chung dám cam kết cho quý anh chị bao chạy từ Nam tới Bắc, nên mọi vấn đề đó quý anh chị không cần phải suy nghĩ rồi. Mâm vỏ của em nó được cái bộ mâm cây dễ yêu nè, vỏ lốp rất dày, được cái nội thất quý anh chị rất đẹp luôn nha quý anh chị nha. Đằng trong này em nó đang còn cái bộ nỉ mới xanh dần luôn quý anh chị, tabi này quý anh chị. Cái dòng này thôi anh chị tìm một cái mẫu xe như này, dòng này để tìm những như này nó còn được như này rất là hiếm nha quý anh chị nha. Rất đẹp nha quý anh chị nha. Đó thì anh chị, nội thất thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi, riêng cái dòng này phải nói là tìm một em nó phải nói là rất là hiếm. 75 triệu cho quý anh chị một mẫu xe Lanos. Đó quý anh chị không? Rất là đẹp luôn, màu trắng, rất là dễ thương. Xe này em chung bao quý anh chị chạy từ Nam tới Bắc và tiếp tục. Mà đăng kiểm, hết đăng kiểm à. Em chung bao đăng kiểm cho quý anh chị. À, và tiếp tục đây thì lại một mẫu xe cũng là thương hiệu Đức quý anh chị. Thì xe này em chung đã có video chi tiết rồi. Hôm qua là quý anh chị vừa về luôn. Đấy quý anh chị, mâm vỏ, bộ mâm vỏ của em nó rất yêu luôn nha. Vỏ lốp còn khá dày đó, nguyên giặt vỏ mới nha quý anh chị nha, bốn cái mới tất cả cái này quý anh chị. Riêng dòng này thì nó thương hiệu Đức, chạy thì anh chị nào quan tâm cái dòng này để mà sử dụng em nó phải xử lý là phải đấy, nó là rất là ok luôn quý anh chị. Đời này thôi nhưng mà em nó đã có nhớ ghế đây, chỉnh điện, kính bằng auto tự động bốn cửa quý anh chị nha, được cái là rất đẹp luôn quý anh chị. Cái màu sơn rất là dễ thương luôn quý anh chị nha. Đây và tất cả cái thì em nói biển số 76 Quảng Ngãi thì anh chị có cần ủy quyền mua bán tất cả cái đều ok hết nha quý anh chị nha. Từ ngày hôm nay em chung cũng chỉ lên quay em for Everest cho quý anh chị, thì cho em chung xin ít thời gian tất cả cái quý anh chị nha. Rất yêu thương cho quý anh chị, chỉ với 140 triệu thì ngày hôm nay thì anh chị quan tâm mẫu xe nào trên cửa hàng thì còn đang trong kia thì còn cái mẫu xe tập chạy tập lái cho quý anh chị. Một em đây quý anh chị cũng phải nói là đẳng cấp, đây cũng chuyện quý anh chị. Một em BM, xe này thì bán cho quý anh chị một đời 2003 quý anh chị. Vỏ lốp cũng còn khá đẹp luôn quý anh chị nhé, màu bạc. Thì trên cửa hàng em chung đang có hai em đó quý anh chị, bán cho quý anh chị với giá 165 triệu thôi. Đây tất cả cái rất yêu thương cho quý anh chị, một mẫu xe thương hiệu đến từ Đức. Vâng, rất chất chưa, yêu chưa, phải nói là rất đẹp cho quý anh chị. Chỉ với 318 quý anh chị nhé, 165 triệu và những cái mẫu xe tập chạy tập lái Matiz. Đây nhiều anh chị hỏi em chung là mẫu xe Matiz đây thật sự là quay chi tiết, nhưng bữa nay những cái xe này em chung không quay chi tiết, chỉ có báo thôi. Nói nhau quý anh chị cần quay chi tiết thì nhắn tin qua Zalo cho em chung, cần gửi những cái gì đó và tất cả cái thì em nó được trang bị thêm màn hình Android này đó. Nội thất thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Xe này thì em chung cũng vừa mới dọn lại, em nó vừa đăng kiểm mới luôn quý anh chị, dọn lại hết mấy chục ấy, nhưng mà còn mỗi cái dàn sơn nó hơi xấu hơn quý anh chị đó. Anh chị mua cái xe này về chỉ việc làm lại cái dàn sơn nữa là nó đẹp rồi. Giá bán chỉ với 60 triệu đó quý anh chị, biển số 98 quý anh chị nha. Đó, tất cả cái được cái là em này là bản đủ nha quý anh chị nha, Matiz bản đủ SE, em nó thì sinh năm 2007. Chạy cái Ford Everest qua đằng bên này đi cô, qua đằng bên này đi chứ bên nó đâu có chỗ quay đâu. Thì ngày hôm nay thì em chung cũng chỉ có quay em Ford Everest cho quý anh chị, chỉ với 140 triệu nha quý anh chị nha. 7 chỗ ngồi, riêng xe đó anh chị mua về chạy chán bán vẫn có lời. Lên mọi vấn đề đó thì quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Nếu những cái dòng xe cỏ anh chị đang phải nói là trong cái mấy ngày vừa rồi đây thì em chung cũng cảm ơn quý anh chị cũng rất là nhiều luôn. Thật sự là phải nói là hết xe bán quý anh chị, những cái xe về em chung dọn không kịp luôn quý anh chị nha. Đó, xe cũng vừa về luôn anh chị, thế còn đang còn lem nhem đó, đang rút hồ sơ cho khách và tất cả cái này đang cả số cùng số máy rút hồ sơ cho khách. Xe cũng em chung vừa về thì không có thời gian luôn. Tiếp tục thì quan trọng thì ngày hôm nay thì em chung quay em Ford Everest này cho quý anh chị thôi. Không, phải nói là riêng anh chị đứng ngoài là không nghe tiếng máy nổ luôn quý anh chị. Đây được em nói đằng sau, khi em nó được trang bị thêm cái gác gà sau
140 triệu rồi nhá quý anh chị nhá. Xe này em Trung chưa ký giấy tờ, tại vì ngày hôm nay chưa có làm việc được, đâm ra là không có ký được. Thì em Trung cũng chỉ, tại vì xe này về chưa làm bất cứ thứ gì, chưa dọn dẹp, anh chị thấy không? Nhìn cái bộ mâm bộ vỏ của em nó đang còn đất cát, còn đỏ lòm lắm quý anh chị. Nên có sao thì em Trung chia sẻ, người thật việc thật và tất cả cái có sao chia sẻ cho quý anh chị 7 chỗ ngồi quý anh chị. Đây, anh chị sẽ đi theo đằng bên ngoài và sẽ đi vô trong phần bên trong. Nội thất của em nó biển số Lâm Đồng, ngay chủ ủy quyền. Đấy quý anh chị nhìn cái đằng sau, đằng bên này thì em nó có chỗ chày quý anh chị nhá. Cái này thì không quan trọng, không đáng bao nhiêu tiền quý anh chị, không có đâm va là được rồi, không có ngập nước được rồi. Đấy quý anh chị, tất cả cái thì ngày hôm nay anh chị quan tâm mẫu xe này alo cho em Trung. Đăng kiểm tháng 5 năm 2023. Tại vì thật sự những cái xe này em Trung mua về bán cho quý anh chị kiếm 5-10 triệu thôi. Đấy anh chị mua về tất cả cái bỏ cả hơn trăm quý anh chị đó. Mà bán cho quý anh chị chỉ kiếm 5-10 triệu quý anh chị. Màn hình Android này, vô lăng này, túi khí này, tiếp tục đằng bên này cũng túi khí này quý anh chị. Máy thì thầm mùa xuân, trần em nó đang còn trần bộ nỉ zin luôn nhá. Đây tất cả cái nội thất màu đen quý anh chị không? Phải rõ là rất yêu cho quý anh chị này. Anh chị nhìn được những cái keo chỉ, tất cả cái. Thì ngày hôm nay thì những cái xe này anh chị mua về dọn lại lăn quăn đâu đó thì nó tầm có khoảng đẹp, sạch sẽ, gọn gàng cho quý anh chị về chỉ việc đi thôi. Tầm khoảng tốn hết tầm khoảng 1,5-2 triệu quý anh chị. Đây cái chỗ này nó bị chảy chóc rồi quý anh chị này. Theo thời gian và năm tháng quý anh chị nhá. Bóc mấy cái chuyện này nó không quan trọng, nên là có sao thì em Trung cũng chia sẻ hết tất cả một cái mộc mạc cho quý anh chị. Bánh treo quý anh chị, dàn gầm em nó, cái dàn vỏ của em nó còn 80-90% đoạn quý anh chị, 80-90% đấy nhá. Riêng xe này quý anh chị cũng cần phải suy nghĩ rồi. Đó, đẳng cấp, chất, thương hiệu đó. Ford mà bây giờ anh chị thử nghĩ coi, tìm đâu ra cái giá chỉ với 140 triệu đây tất cả 7 chỗ ngồi quý anh chị. Trần em nó này, đó. Xe này vừa về em Trung chưa làm bất cứ cái thứ gì quý anh chị nhá. Để tất cả cái thì anh chị nhìn từng cái khóa lốc cửa này không? Đang còn mới cỡ này mà. Đấy, đằng trong này có sao thì em mộc mạc hết cho quý anh chị, chia sẻ hết tất cả cái. Riêng xe này anh chị mua về chạy chán bán vẫn có lời, nên mọi vấn đề đó thì anh chị không cần phải suy nghĩ rồi. Đẳng cấp, chất chưa, giá rất yêu thương cho quý anh chị. Đây nội thất này không? Sạch sẽ gọn gàng, nên là anh chị mua cái xe này về bỏ ra tầm khoảng 2 triệu nữa thôi, dọn lại là đẹp như cậu với mợ quý anh chị. Keo chỉ này đó, nhìn xấu xấu bẩn bẩn nhưng mà dễ thương quý anh chị à. Được cái dễ thương quý anh chị không? Yêu chưa đấy, cực kỳ là yêu cho quý anh chị. Nên là anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung. Tem mạc này ha, đang còn zin nhá quý anh chị nhá, đang còn zin 140 triệu, 140 củ khoai cho quý anh chị. Mẫu xe Ford Everest đó, 7 chỗ ngồi, tìm đâu ra quý anh chị không? Nên là anh chị quan tâm mẫu xe này thì alo cho em Trung. Tiếp tục đây thì cái phần khoang động cơ của em nó, em Trung cũng sẽ quay luôn cái phần khoang động cơ của em nó nhá. Đây tất cả cái này quý anh chị. Nên là mọi vấn đề đó thì anh chị không cần phải suy nghĩ rồi. Tiếp tục máy thì tầm mùa xuân luôn. Đây tất cả một cái. Đây hai bên xung quanh của em nó này, chất chưa, yêu chưa, không có chuyện mà đâm ba quý anh chị nhá. Đó, nhưng cái xe này anh chị mua về chỉ việc dọn lại phát một nhẹ nhàng nữa thôi quý anh chị, nhẹ nhàng thôi, 2 triệu nữa, đẹp như cậu với mợ. Ok thì thôi, cuối video thì em Trung chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống, và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo nha. Nhớ đừng quên cho em Trung xin nút like, nút đăng ký, bấm chuông để tiếp tục xem nhiều xe cập nhật cửa hàng nha.